Xin chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang đứng tại khuôn viên chợ Hoa Cây Cảnh ở phường 1, thị xã Tây Ninh, thành phố Tây Ninh. Bữa nay người ta chuẩn bị một số hoa cây cảnh nữa để phục vụ bà con trong dịp Tết á. Mà bữa nay mình ra mình quay một số cây cho tất cả mọi người cùng xem nha. Ở đây một số hoa giấy đủ sắc màu hết. Quá trời đẹp luôn. À, phía trước này là một số cây mai, mai vàng nữa. Mình chút nữa mình sẽ ra ngoài mình quay một số cây bonsai đồ rất là đẹp để quay cho anh chị em nào có đam mê những cây cảnh nghệ thuật đó mình xem nhé. Ở trước mặt mọi người đây là cây Duyên Tùng nè, một tác phẩm nghệ thuật rất là cao luôn nè. Cây này có giá trị rất là cao luôn. Đó, mình quay kỹ cái cây này cho anh chị em nào có đam mê rồi mình xem nha. Đó, cây được làm lỗ cũng rất là đẹp luôn, làm lỗ từ dưới luôn, lỗ chạy theo đường thân luôn. Cây này chưa có thả nước hả anh? Chưa có lên nước hả? Cây này có giá bao nhiêu anh? 400. Anh đứng ra đó đi. Đó, được rồi. Đứng ra đó đi, anh lấy cái cảnh của anh thôi. Cây này nó có cái tên gọi là tên gì anh? Duyên Tùng. À, Duyên Tùng. Duyên Tùng thì nhìn nó cũng giống như là tùng cối vậy anh? À, nó khác với Duyên Tùng Đài Loan. À, này chưa của Đài Loan anh? À. Cây này làm lỗ lâu chưa anh? Lâu rồi. Anh này, cây này anh có thể cho biết cái giá của nó khoảng bao nhiêu không? Để cho bà con người ta có, để người ta biết tham khảo cái giá của cây Duyên Tùng đó bao nhiêu vậy? 400. Nó anh chủ này anh báo giá là cây Duyên Tùng này có giá là 400 nha. Cây này 400 triệu. À, rất là đẹp luôn. Anh cho em số điện thoại luôn đi, có gì có ví dụ có ai mà người ta thích giao lưu đó, người ta có thể điện liên hệ với anh luôn. Không, 0948 543 623. Đó, anh chị em nào có hợp nhãn với là cây Duyên Tùng này thì mình cứ liên hệ cái số như trên nha. Anh chủ vườn ảnh có báo là cái giá cây này là 400 triệu. Quay từ xa tổng thể cho cái cây. Rất là đẹp. Cây này người ta mình thả nước rồi nữa là nhìn nó rất là đẹp. Hôm đá. Để mình quay cái mặt sau luôn cho mọi người cùng xem. Tổng thể hết cái cây. Cánh ở đây là cái mặt phải của cái cây này. Mặt bên kia bạn. Hai mặt đều đẹp như hai nhau. Hai mặt đều đẹp hết, đều mặt hết. Bên kia tối rồi. Đấy, bên kia làm lỗ thì nhìn nó đẹp hơn. Nhìn rất là đẹp. Cái tùng nhập từ Nhật về nhé. Viên tùng, cái này của Nhật. Cây này cái từ mặt chậu lên nó cao khoảng bao nhiêu vậy? Một mét mấy. Này chắc cũng khoảng 1m2, 1m3 vậy. Cao khoảng 1m2. Rất là đẹp. Ngang tàn này nó 1m4. Rửa ra không có cây nào đẹp quay hả? Tính hồi qua nghe nói mà đây dọn cây rồi mà sao chưa thấy gì hết. Cái này cây mai chiếu thủy nè. Mai chiếu thủy cái thân nè, một gốc rất là côn luôn, thân bại nè. Cái
tàn râm rất là đều luôn, râm dày hết rồi. Đấy, phía sau lưng là một cây me cũng rất là độc luôn, này dáng này dáng trật ấy. Me dáng trật đó, nhìn nó rất là đẹp luôn đó, có trái nữa là tuyệt vời luôn nè, cái me này. Mấy cái tàu này người ta làm lỗ hết rồi, nhìn nó rất đẹp luôn. Bóng dáng hai cái tàu. Ở kế bên là cây ổi ta nè, rồi cây ổi nhìn rất là đẹp. Nó cái góc cây ổi này rất là đẹp luôn. Ở Hòa Tổ, ở Tân Biên. Rồi có tái rồi nè. Cái cây khế của lõng đang đâu nguyên một rừng hoa cúc luôn nè, dàn rực hết luôn. Ở đây là cái bóng cây linh sam này. Này linh sam này, này cũng là linh sam lá nhuyễn á, nó nhỏ, cây khai thác đó, cây này dắt lỗ tự nhiên luôn rồi nè, lỗ tự nhiên luôn, linh sam khai thác đó. Cây này cũng rất là đẹp nè. Rất nhiều cái tác phẩm đẹp để mình tiếp tục, mọi người cùng mình cùng xem tiếp tục nha. Có rất nhiều tác phẩm đẹp ở phía trước nữa, để mình quay một số cây nữa cho mọi người cùng xem. Mai chiếu thấy dáng trật này, mai nâu Gò Công á anh. Nâu ô cọc là ở đây là một cái nguyên một cái cụm rừng tùng luôn nè, cái này kia là đồi tùng,
Có anh chủ anh kia quay cái linh sam này, nước mắt chứ cây hồng ngọc mai nè, tác phẩm hồng ngọc mai mini. Cái này nó đặc biệt là nó còn chỉ có một phần vỏ nữa, lỗ hết luôn rồi.